Rồi chúng ta bắt đầu nha các bạn. Hôm nay thầy đi qua một cái chủ đề của mình vẫn là phương trình đường thẳng. Nhưng mà cái dạng là tiếp tục là mình đang xét vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Thì cái phần lý thuyết thì thầy sẽ nhắc sơ lại cho các bạn về cái vị trí tương đối và góc. Thì ở đây thầy cho hai đường thẳng. Viết tắt bớt ha. Thầy có là delta 1 đi. Delta 1 là A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0. Dạng tổng quát không các bạn? Delta 2 có phương trình là A2X cộng B2Y cộng C1 bằng 0. Vậy là thầy cho cái này là chung luôn cả cái chủ đề của mình nha. Rồi, bây giờ thầy có một dạng là vị trí tương đối giữa delta 1 và delta 2. Nhắc lại nha các bạn ha, nhắc lại một chút xíu cái này. Vậy thì vị trí tương đối giữa hai đường thẳng nó sẽ có 3 khả năng đúng không? Thứ nhất là nó sẽ song song. Như thế này là song song không các bạn? Delta 1 với delta 2 như thế này là song song. Hoặc là như thế này thì nó gọi là gì? Cắt nhau thì nó chắc chắn sẽ có một điểm. Và trường hợp thứ ba là hai đường thẳng nó trùng. Delta 1 và delta 2 nó trùng với nhau. Vậy mình ở đây trong mặt phẳng OXY á thì mình sẽ có 3 trường hợp thế này thôi. Vậy thì cái cách làm là như thế này. Thầy cho cái cách 1 này. Nếu như mà các số liệu mà A1, A2, A2, B2, C2, sorry chữ này C2 mà nó khác không á thì bạn được lập tỉ số thế này nè. Bạn nếu bạn có A1 trên cho A2 mà nó bằng, nó khác B1 trên B2 đi. Nếu mà hai tỉ số mà nó khác nhau thì ta kết luận rằng là delta 1 cắt delta 2. Bạn lưu ý nhớ nha, nếu đầu tiên cái tỷ lệ này mà nó khác nhau, ở đây hiểu là A2, B2 phải khác không nha các bạn? Ở đây hiểu là mình hiểu ha, A2 và B2 nó phải khác. Khác không? Rồi, A2, B2, hai cái tỉ số này phải khác không nha các bạn? Vậy thì ở đây thầy nói là tỷ lệ này mà khác nhau thì kết luận là nó khác nhau. Trường hợp thứ hai, A1 trên A2 lỡ như nó bằng B1 trên B2 nhưng lại khác thằng C1 trên C2 thì lúc này kết luận là hai đường thẳng này song song nhau. Thì lúc này mình có là delta 2, delta 1 song song với delta 2. Được chưa? Nhớ lưu ý nhớ là nó phải khác C1 trên C2. Như vậy là cái thứ ba của mình là nếu A1 chia A2 mà bằng B1 trên B2 mà bằng C1 luôn C2 thì điều gì xảy ra? Thì lúc này là trùng nhau. Thì suy ra delta 1 trùng với delta 2. Bạn lưu ý cái cách này nó có một cái đặc điểm, cái nhược điểm dở nhất là gì? Mình phải có làm sao cho A2, B2 và C2 nó khác không kìa. Còn nếu mà nó bằng không thì cách này làm không được nha các bạn nha. Như vậy thì rõ ràng mình sẽ chuyển sang một cái kiểu khác nữa. Bài toán này là giải trường hợp có tham số M rất là khó. Đó. Cách số 2 mình sẽ giải quyết bài toán có tham số M được. Có nghĩa là mình giải cái hệ phương trình. Đây, em định này. A1X cộng B1Y bằng trừ C1 thì chuyển qua, đúng không? A2X cộng B2Y bằng trừ C2. Giải cái hệ này. Nếu mà cái hệ 1 này bạn, thầy đặt chữ số 1 nha. Cái hệ 1 mà vô nghiệm, có nghĩa là hai đường thẳng nó không có cắt nhau được á, thì lúc này bạn kết luận là delta 1 song song với delta 2. Được không? Còn nếu mà cái hệ 1 mà vô số nghiệm thì kết luận rằng là delta 1 này trùng với delta 2. Còn cái hệ 1
mà có một nghiệm duy nhất, thì chắc chắn cái hệ này bạn đã học vào lớp 9 rồi. Nếu có thì có một nghiệm duy nhất mà thôi. Cái này chỉ ít cho bạn ha. Thì lúc này bạn suy ra là delta 1 các delta 2. Rồi, nhắc lại xíu này, cái giải hệ phương trình này á, thì cái này mình đã học ở lớp 9 rồi. Ví dụ thì có như bài này, 3x cộng y bằng 2 chẳng hạn, và x trừ y bằng 1, đây là một cái hệ phương trình. Thì bạn chỉ việc bấm máy tính thôi. Thì tới đây thì máy tính nó sẽ ra cái nghiệm cho bạn là 1, là no solution, có nghĩa là giải không được. Mà giải không được thì có nghĩa là nó sao? Nó vô nghiệm thôi. Thì kết luận ngay là hai đường thẳng không xong. Còn nếu nó có một nghiệm, chắc chắn là x là y là có nghiệm, thì mình kết luận ngay là D1 cắt D2. Còn trường hợp lại là có vô số nghiệm, thì lúc đó hai trường hợp này là cái D1, delta 1 và delta 2 này là trùng nhau. Và các bạn lưu ý nhớ một điều cho thầy á, nếu nó có tham số M, trường hợp thì nó có tham số M, thì giải cái biện luận cái phương trình này, hệ phương trình này không dễ, đúng không? Vậy nếu bài toán mà có tham số M thì ta phải xem xét coi cách 1 hay cách 2, cái nào tiện thì các bạn sử dụng. Thì bài toán này chút nữa thầy sẽ có một số bài có liên quan tới cái biện luận, thì bạn để ý xíu. Rồi các bạn lưu ý nhớ là thường ta sử dụng cái cách 1 này nó thuận lợi hơn, nó thuận lợi cho các bạn hơn, vì cái tỷ lệ này mình dễ lập hơn ha, dễ lập hơn. Rồi ta có phần 2 nhỏ. Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng. Được nha. Hai đường thẳng ở đây là delta 1 và delta 2 á. Có nghĩa là thầy đã viết cái chung cho cái delta 1 delta 2 của toàn bộ cái lý thuyết của mình luôn các bạn. Rồi. Vậy thì góc tọa bờ giữa hai đường thẳng thì bạn thấy là delta 1 delta 2, bạn thấy nó có mấy góc nè. Rõ ràng mình thấy hai góc này là đối đỉnh nhau đúng không? Và hai góc bên này cũng là đối đỉnh đúng không? Nhưng trong quá trình mà người ta tính toán á, thì người ta nói là góc tọa bờ giữa hai đường thẳng phải tròn góc nhọn các bạn. Lưu ý nhớ ha. Cái này thì thầy nhắc lại lý thuyết cho bạn công thức thế này. Ta có cos tọa bờ giữa D1. Thầy nhắc xíu cái lý thuyết về góc tọa bờ giữa hai vectơ trước nha. Thầy có vector A và vector B, bạn nhớ công thức là cos của vector A và vector B là tính sao không? Nó sẽ bằng là A1 B1 nhân cộng cho A2 B, B2 chia cho căn bậc 2 của A1 bình cộng A2 bình, căn bậc 2 của B1 bình cộng B2 bình. Nhắc xíu lại như thế này ha. Trong đó cái vector A có tọa độ là A1, A2. Và vector B của mình là có tọa độ là B1, B, B2. Nhắc lại sơ lý thuyết xíu nha. Đây. Nhắc lại công thức chút này. Góc tọa bờ giữa hai vector. Được không? Vậy thì bây giờ từ chỗ này á, người ta mới có công thức. Cos tọa bờ giữa góc giữa hai đường thẳng và delta 1 và delta 1 và delta 2 á, thì bằng cos tạo bởi giữa hai vectơ nd1 và nd2. Nhưng mà vì hồi nãy thầy nói rồi, góc này là góc nhọn, thì cái cos này bạn phải lấy giá trị tuyệt đối lên mới được. Nhớ nha, nói lại lần nữa nè. Góc tạo bởi giữa hai vectơ phải là không biết góc nhọn hay góc tù. Nhưng mà yêu cầu là góc tạo bởi giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 á, là phải góc nhọn. Do đó nên cái cos này á, mình chưa biết nó góc tù hay góc nhọn bạn. Do đó nếu mà góc tù thì nó âm thì không đúng. Do đó người ta phải lấy tuyệt đối để cho thành dương. Nếu mà nó nhọn thì không gì để nói, nó dương thì không gì để nói, nhưng mà nó âm thì lúc đó phải lấy tuyệt đối ha. Mà nên móc như thế này luôn cho nó thuận lợi cho mình tính toán. Nd1 nhân nd2 trên cho mô đun đúng không? Nd1 nhân mô đun nd2. Nhắc lại một xíu nữa này, nhắc từ từ nè. Cái a của mình tương ứng với nd1 các bạn, cái b tương ứng với nd2. Đây,
A là ND1 này, cái B có phải ND2 chưa? Đó. Ở dưới có phải là module này, đây. Cái đây là công thức module đấy. À, module này. Rồi bây giờ thầy có nghĩa là thầy để im vậy nha. Chút nữa mình lập bài toán mình khai triển ra sau. Được các bạn. Còn nếu mà bạn không thì thầy làm luôn, là làm luôn cái này luôn. Đây. ND1 của mình có phải là A1 không bạn? Và nó lấy là A1 nhân bằng này nè. A1 nhân B1 là nhân của cái hoành độ của vector B. Và là nhân với A, B, A2 cộng tung độ là B1 nhân B, B2. Ở dưới này ráp nguyên luôn công thức A1 bình cộng B1 bình nhân căn bậc 2 của bạn thấy nó bị khác một xíu ha. Vậy là dễ bị nhầm lẫn chỗ này đúng không? Có nghĩa là ở đây cái N1 của mình là nó tọa độ đây. À, nhắc lại xíu nha. Ở đây bạn thấy là N1 của mình á, delta 1 của mình nó có tọa độ là A1, B1 đúng không? Đúng không? N của delta 2 này thì là A2, B2 phải không các bạn? Như vậy thì bạn nhìn này. Lấy hoành nhân hoành. Lấy hoành nhân hoành. Được chưa? Cộng nè, A2, B2 là tung nhân tung. Thì lấy tung độ nó nhân với tung độ trên dưới. Các bạn thấy chưa? Thấy không? Thay vì nó do ký hiệu nó khác nha các bạn ha. A2, B2 là tung độ của vector A và vector B. Thì tương ứng delta 1 của delta 2 là B1 và B2 đúng không? À. Rồi ở dưới này. Có phải vector A là lấy bình phương của hoành độ cộng bình phương tung độ không? À, lấy căn lên. Thì ở đây cũng vậy này. Đây, bình phương tung độ này. Bạn thấy A1 bình này. Cộng B1 bình có phải là bình phương tung độ chưa? Vậy là cái đây gọi là module của vector A. Và tương tự, cái delta 2 này cũng vậy. N delta 2 này là lấy hoành độ bình cộng tung độ bình. Đây, hoành độ bình cộng tung độ bình. Đây được gọi là, bỏ trong ngoặc đây, là module của vector ND2. Các bạn có thắc mắc gì chỗ này không? Cái này công thức thôi nha. Vậy thì ở đây mình lấy giá trị đối của nó lên. Vậy thì tới đây thầy lý thuyết thầy chỉ ngưng như vậy được rồi. Dĩ nhiên còn một số cái chú ý nữa, nhưng mà cái chú ý đó thì thầy có gửi trong cái đề liệu của bạn. Và các bạn đọc trong đó cho nó dễ làm. Còn ở đây thầy rút gọn ngắn lại xíu để thầy còn làm bài tập nữa các bạn ha. Cái chú ý này các bạn đọc ha. Đọc tài liệu là thầy có gửi rồi đúng không? Khi nào mà dùng tới thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi các bạn có thắc mắc gì chỗ này nữa không? Rồi bây giờ thầy giải bài tập. Giải bài tập. Mình còn khoảng cỡ 40 phút. Rồi bây giờ mình có bài tập số 1. Bài 1. Bài 1 là xét vị trí tương đối. Ở đây là thầy cho các cặp đường thẳng sau ha. Câu A đầu tiên. Thì bài này 3 câu thì chắc mình làm 2 câu thôi cũng được rồi. Vậy là cái câu đầu tiên của mình là D1 có phương trình là 4x trừ 10y cộng 1 bằng 0. Và cái D2 ở đây có phương trình là x cộng y cộng 2 này bằng 0. Vậy thì cái bài này bạn thấy là mình dùng cách 1 hay là cách 2 đều được hết. Vì ở đây là con số rõ ràng. Bạn có thể dùng máy tính hoặc là có thể là dùng tỷ lệ theo cách số 1. Thì bài này thầy dùng tỷ lệ số 1 đi ha. Bây giờ bài này này ta có nè. Mình có A1 trên A2 bằng bao nhiêu bạn? A1 chia A2 có phải là bằng 4 chia 1 không? Rồi. B1 trên B2. Thầy viết tiết kiệm bảng tí xíu nha các bạn nha. B1 trên B2 nó sẽ bằng là trừ 10 chia 1. Rõ ràng bạn nhìn bạn thấy hai cái tỷ lệ này khác nhau đúng không? Suy ra là A1 trên A2 nó khác với B1 trên B2. Rồi, bạn so lý thuyết cho thầy xem nó khác là nó phải cặp đầu tiên không các bạn? Thì kết luận ngay là nó cắt nhau. Vậy, suy ra. D1 cắt D2. Vậy thôi, nó rất đơn giản thôi. Được không? Rồi, bây giờ thử câu B. Câu B của mình là nó cho D1 có phương trình là 12x trừ 6y cộng 5 bằng 0.
Và cái D2, D2 cho phương trình ở dạng tham số bằng x bằng 5 cộng t và y bằng 3 cộng 2t. Thì bây giờ bạn phải chuyển cái thằng D2 về tham số thì bằng cách bạn bạn nhân nó vô thêm cho số 2 đi. Có nghĩa là nhân 2 ở trên có phải là 2x bằng 10 cộng 2t nhân 2 phía trên. Rồi phía dưới viết lại y bằng số 2 hay 16 ha, bằng 3 cộng 2t. Sau đó bạn lấy phương trình trên trừ phương trình dưới. Có nghĩa là bạn suy ra cái D2 của mình viết ở dạng tổng quát là lấy 2x trừ y. Đây nè. Dấu bằng viết lại 10 trừ 3 còn 10 trừ 3 đúng không? Rồi 2t trừ 2t mất. Vậy thì 10 trừ 3 là 7 không các bạn? Chuyển nó qua luôn. Có nghĩa là 2x trừ y trừ 7 bằng 0. Vậy các bạn nói rõ ràng bài này nó chỉ khó hơn bài kia ở chỗ là mình chuyển cái từ tham số về tổng quát thôi đúng không các bạn? Rồi, như vậy lúc này bạn suy ra. Bạn này ta có nè. Có phải là A ở đây là 12? Ở đây là mấy? Là 2, thầy viết gọn cái cách khác này. Còn B ở đây là trừ 6. Ở đây là mấy? Trừ 1. Bạn thấy hai giá trị này có bằng nhau không? 6 chia trừ 1, trừ 6 chia trừ 1 là 6 đúng không? 12 chia 2 cũng bằng 6, vậy là hai kết quả nó bằng nhau. Đúng không bạn? Nhưng mình xem thử cái tỷ lệ sau nó có bằng nhau hay không. Vậy là cái tỷ lệ sau của mình nè, bạn nhìn nè. C1 của mình là 5, C2 là trừ 7. Rõ ràng là cái này 6, còn cái này là trừ 5 phần 7, vậy là khác. Vậy là hai cái đầu bằng nhau nhưng mà cái sau khác. Vậy đó là trường hợp số 2, có nghĩa là suy ra delta D1 song song D2. Được chưa? Thì lúc này ta kết luận ngay D1 sẽ song song D2. Được chưa các bạn? Bài này nó khó hơn cái câu trên xíu, là mình chuyển nó về thôi ha. Bài này có thể giải hệ cũng được, bạn thay x bằng 5 cộng t vô đây, y bằng 3 cộng 2t vô đây. Được không? Mà phương trình nó vô nghiệm hay vô số nghiệm gì đó thì kết luận bằng cách số 2 cũng được luôn. Rồi. Rồi thôi còn câu C là các bạn tự tính nha, thầy qua bài số 2 đi. Có nhanh quá không? Rồi, bài 2 nha các bạn. Câu C tương tự nha các bạn, Bài 2. Bài 2 là nó cho đường thẳng D có phương trình này. Rồi, trừ 2 bằng 0. Và đường thẳng delta có phương trình là m cộng 2x. Rồi, cộng cho 2m cộng 1y trừ cho m cộng 2 bằng 0. Bây giờ nó yêu cầu câu A là tìm m để d cắt delta. Câu đầu tiên nó nói như vậy. Mà để hai đường thẳng này cắt nhau thì bạn chỉ cần cái cặp đầu tiên thôi. Nhưng bạn lưu ý cho thầy là với điều kiện là gì? Hai cái này nó phải khác không mới được. Chứ nếu nó bằng không bằng lập tỷ lệ nó sẽ là sai nha bạn nha. Như vậy thì bài này bạn có thể có nhiều cách làm. Bạn muốn D cắt delta, bạn sẽ giải như thế này. Trước khi lập cái điều kiện lên thì bạn phải xét trường hợp nó bằng không để xem sao nữa. Bài này thầy làm thử một trường hợp nha. Mình có này. Nếu như M cộng 2 bằng 0 trước đi. Nếu m cộng 2 bằng 0, thầy nha, trường hợp đầu tiên nha. Nếu m cộng 2 bằng 0 á, thì lúc này ta có là m bằng trừ 2 đúng không các bạn? Thì bạn suy ra D nó có phương trình sao này? Cái này ha, suy ra D này. Có phương trình có phải là m bằng trừ 2 thay vào đây không bạn không? Là trừ 4y không các bạn? Thay trừ 2 vô đây có phải là thành trừ 3y không? Này. Trừ 2 trừ 1 thành trừ 3 không? Viết lại là trừ 2 bằng 0. Được chưa? Và delta của mình nè. Thay trừ 2 vô đây có phải là 0 không? 0 x bỏ luôn đi. Vậy là nếu mà viết là 0 nhân x, viết lại cũng được. Thằng này thay trừ 2 vô đây phải là trừ 4 cộng 1 thành là trừ 3y không? Trừ 2 vô đây bằng 0 đúng không bạn? Rồi, bạn xem thứ hai cái này cắt nhau hay là song song hay là trùng nhau. Vậy thì
Lúc này bạn có thể lập cái hệ cũng được, hoặc tới đây bạn lập tỷ lệ cũng được. Lập tỷ lệ này, bạn ghi ta có này. Rồi chậm phải không? Bây giờ nói lại này nha. Tại sao thầy thầy xét trường hợp là m cộng 2, thầy xét ngay cái tử đầu cái hàng số trước trước mặt x á, thầy cho bằng không trước là m cộng 2 bằng không. Thì thầy tính được m bằng trừ 2 đúng không các bạn? Được không? Thầy thấy cái gì không? Rồi, m bằng trừ 2 thì lúc này thầy thay m bằng trừ 2 vô đây. Thì m trừ 2 có phải là cái này thay vô d trước thì m bằng trừ 2 thay vô đây phải là trừ 4 không? Thay trừ 2 với trừ 1 thành trừ 3 ha. Số 2 viết lại. Thay m trừ 2 vô đây có phải là cái này bằng không rồi? Không nhân ý. Thay trừ 2 vô đây là trừ 4 cộng 1 thành trừ 3 ha. Rồi, thay trừ 2 cộng 2 là bằng không rồi. Thì phải mất luôn đúng không? Không biết nữa. Vậy là rõ ràng phương trình delta của mình còn lại là không x trừ 3y bằng không. Và d là trừ 4x trừ 3y trừ 2 bằng không. Bạn nhìn bạn thấy vô đây là tỷ lệ này. Bạn lập tỷ lệ này. Bạn lấy suy ra này. Có bạn bạn lấy là không chia cho trừ 4 đi. Nhớ thằng này nó khác không nên phải đổi thành chia ha. Trừ 3 chia trừ 3 đi. Lấy nhớ là lấy cái số đừng để phía. Nát nhắc lại lý thuyết này. Luôn luôn A2 B2 phải khác không nhớ các bạn. Chứ bằng không không được. Và trong trường hợp này là cái C3 này cái C2 này nó cũng phải khác không được các bạn. Lưu ý nhớ là nó những con số khác không. Như vậy trong trường hợp này bạn thấy này, nên bằng không không thể chia nó với mẫu được. Phải để số 4 phía dưới mẫu. Và là lấy không chia trừ 4 rồi lấy trừ 3 chia trừ 3. Được chưa? Nhắc lại lần nữa. Vậy bạn thấy hai cái này khác nhau không? Khác đúng không? Nên suy ra là trong trường hợp này là D các delta. Mà D các delta thì mình nhận nhận M bằng bằng trừ 2. Được chưa? Nhận bằng M bằng trừ 2 này. Rồi trường hợp thứ hai. Mình bây giờ mình còn thằng bên này nữa không? Thằng lỡ thằng này bằng không thì sao? Đâu có được. Phải là vậy biện luận tiếp thằng này nữa. Vậy là nếu như 2m cộng 1 mà bằng không tương đương với m bằng mấy? Bằng trừ 1 phần 2. Vậy bạn suy ra D1, D nó có phương trình sao này? Suy ra D nó có phương trình này. Thay m bằng trừ 1 phần 2 vô đây. 2 nhân trừ 1 phần 2 có nghĩa là bằng trừ x thôi đúng không? Nha. Thay trừ 1 phần 2 vô đây. Vậy là trừ 1 phần 2 mà trừ 1 thành là trừ 3 phần 2 y phải không? Ừ. Viết lại trừ 2 bằng 0. Rồi đường thẳng delta của mình có phương trình. Thay bằng trừ 1 phần 2 vô đây là trừ 1 phần 2 mà cộng 2 chính là bằng trừ 3 phần 2 phải không các bạn? Sorry là 3 phần 2. Đúng chưa? Rồi, trừ 1 phần 2 thì chỗ này bằng 0 rồi. Có nghĩa là cộng cho 0 nhân y đó. Trừ 1 phần 2 mà cộng thứ 2 chính là bằng 3 phần 2. Có nghĩa là thành trừ 3 phần 2 bằng 0. Bạn thấy nếu mà có một số trị bằng 0 như thế này nè. Thì chắc chắn hai đường thẳng này cắt nhau thôi. Không cách nào khác hết. Vậy bạn kết luận luôn là nó cắt nhau luôn. Đúng luôn ha. Lúc này bạn suy ra D cắt delta luôn. Mà cắt thì bằng nhận nhận cho thầy M bằng bằng trừ 1 phần 2. Tới đây các bạn có thắc mắc gì hai trường hợp này không nè? Thầy nói lại nha. Nó cắt là vì bạn thấy trường hợp nó giống nhau là không y với không x nè. Thì chắc chắn lập tỷ lệ thế nào thế thì một cái nó cũng phải bằng không. Do đó chắc chắn nó sẽ cắt nhau. Rồi, bây giờ trường hợp thứ ba. Nếu m cộng 2 này khác không và 2m cộng 1 phải khác không luôn. Nếu mà hai cái này khác không cùng một lúc, sorry khác không thì bạn giải nó ra là m khác trừ 2 và m khác trừ 1 phần 2. Có nghĩa là khác hai trường hợp trên đó. Rồi, mình nói là để cái d mà cắt delta thì bạn chỉ xét tương đương trường hợp này. Tương đương của mình là công thức là A1 trên A2 thì nó phải khác B1 trên B2 phải không bạn? Đúng chưa? Mà cái điều này nó tương đương này. A1 của mình đấy là 2M.
A2 của mình chính là M cộng 2. Đây đây đây. A1, A2. Được chưa? Rồi, khác. B1, B2. Bạn hiểu vì sao tới đây thầy mới đặt tỷ lệ này được không? Vì với điều kiện hai cái mẫu này nè, nó khác không thì thầy mới lập được tỷ lệ này. Chứ nếu nó bằng không thì đâu có lập được. Do đó mình phải biện luận trường hợp nó bằng không thử, nó xem sao cái đã, rồi mới kết luận trường hợp mà nó khác không. Biện luận nó khác không. Bạn lưu ý nhớ chưa? Vậy thì tới đây thì việc dễ rồi, mình chỉ việc nhân phân phối thôi các bạn không? Nhân phân phối lên thôi. Có nghĩa là 2M bạn nhân cho 2M cộng 1. Rồi, khác. Cái này nhân phân phối lên. Đúng chưa? Vì việc nhân phân phối thôi. Vậy là chắc phải chùi cái bảng bên này nữa rồi. Bài này lý thuyết hơi dài quá ha. Không biết chắc chùi bên này được không các bạn? Thầy chùi bên này đi nha. Để chứ bài này nó còn tiếp nối, nói chung nữa bạn khó theo dõi. Ở lý thuyết này các bạn lật, các bạn vỡ, các bạn coi được không các bạn? Vỡ coi nha. Rồi thầy chùi khúc này. Rồi các bạn nhìn cái hệ thầy giải lên, cái phương trình thầy giải lên này. Thì nhân vô có phải là 4M bình không các bạn? À, 4M bình cộng 2M khác bên này là mấy? Khác nhân vô là M bình. Bạn nhân phân phối giùm thầy nha, cộng M trừ 2 đúng không? Thầy nhân tắt nha. Các bạn có thể tự nhân phân phối cái này được ha. Vậy là 4M bình cộng 2M. Rồi, bạn chuyển vế qua thì nó ra là 3M bình chuyển qua là cộng M. Vậy không các bạn? Nha. Theo dõi câu này, nhân nha. Này. 2M bình này là thành 2M nhân 2M là 4M bình nè. Rồi, 2M cộng 1 nhân 1 có vẻ là 2M nè. Khác này, M nhân M là M bình phải không bạn? M nhân 2 là 2M với trừ M thì nó còn lại là cộng M. Và trừ 2 nhân trừ 1 nhân 2 là mình trừ 2 phải không? Rồi thầy chuyển vế nha. Thầy chuyển vế qua đây thì nó ra được đây. Được chưa? Có ai có thắc mắc gì chỗ này không? Bài này dài dữ vậy hả? Rồi, như vậy thì tới đây bạn giải nghiệm, giải phương nghiệm phương trình này. Thì bạn thấy rằng là cái phương trình này nó luôn luôn khác không không? Do bằng tính delta của nó là bằng âm đó bạn. Không tin bạn thử bấm máy tính đi là biết đúng không? Delta thành âm. Âm thì luôn luôn có nghĩa là phương trình bằng không là vô nghiệm, nhưng mà khác không thì luôn luôn đúng. Do đó bạn suy ra là cái D nó luôn luôn cắt. Luôn luôn cắt delta. Delta với điều kiện nào? Với nhớ là M phải khác trừ 2 và M khác trừ 1 phần 2 nha bạn. Kịp không? Cái này không? Nhưng nó phải thỏa điều kiện này chứ. Nó phải thỏa điều kiện này. Vậy có nghĩa là thầy nhớ lại nha. Chỗ này nó hơi bị rắc rối xíu nè. Bạn giải phương trình đó thì bạn thấy nó sẽ vô nghiệm đúng không? Vô nghiệm có nghĩa là không có giá trị M nào để cho biểu thức này nó bằng không cả. Thì nó luôn luôn khác không với M. Mà khác không với M thì ta kết luận luôn luôn cắt. Nhưng bạn đang làm ở trong cái nếu màu đỏ này mà. Do đó nó phải thỏa cả nguyên biểu thức là M khác 2 và khác 2 trừ 1 phần 2. Vậy tới đây mình phải kết luận bạn. Vậy này. Đầu tiên bạn thấy trường hợp đầu tiên là M bằng trừ 2 có khác không? Có phải không? M bằng trừ 2 nhận nè. M bằng trừ 1 phần 2 có nhận không? Nhận luôn nè. Trường hợp thứ 3 là M gì? M khác trừ 2 và M khác trừ 1 phần 2 luôn các bạn. Bài này hơi dài nên thầy chịu xu bạn bớt nha các bạn nha. Mấy bài lúc trước thì bài nó ngắn quá, bài này nó hơi khá dài xíu ha. Vậy thì lúc này bạn hợp ba cái điều kiện này ra thì nó suy ra là M này thuộc R bạn. Vậy với mọi M thuộc R thì đường thẳng thì D luôn cắt delta. Nha, bài này nó hơi khó một chút xíu ha. Có nghĩa
Thầy nhắc lại một lần nữa là vì mình có cái tỷ lệ, bạn thấy này, khi mà bạn lập tỷ lệ như thế này này thì cái A2B2 này nó phải khác không, đúng không bạn? Bản thân nó phải khác không. Mà nó muốn khác không là bạn phải đặt điều kiện cho nó chữ khác không. Mà tự nhiên bạn vô bạn đặt nó khác không thì nó phải vô lý, kiểu là lỡ như nó bằng không thì sao? Như vậy mình phải biện luận trường hợp nếu nó bằng không trước, nó bằng không trước. Để làm chi? Xem thử nó có khác nhau hay không. Mà nó khác thì ta nhận trường hợp đó. Vậy trường hợp vậy là đang đây là cái A2 phải không ạ? Trường hợp B2 này, đây là cái B2 của mình này. Đây là cái B2 này. B2 mình trường hợp cũng biện luận trường hợp bằng không thử xem sao. Có nhận không? Nhận luôn, nó cắt nè. Mà nhận nó. Vậy là rõ ràng cái B2 trong trường hợp này là vẫn cắt. Vậy là vẫn nhận M bằng trừ 1 phần 2. Vậy tới hai cái điều này nè, nó cho ta biết rằng là A2, B2 trong trường hợp này đã khác không rồi. Được chưa? Lúc đó ta được quyền đặt khác không được. Tại vì ta đã biện luận nó bằng không rồi. Thì tới đây ta mới đặt điều kiện khác không. Để chi? Ta mới lập tỷ lệ này mà. Lập tỷ lệ này. Bạn hiểu ý tưởng chưa? Ở đây bạn có thể là giải hai cách. Một là bạn xét 2M bằng 0. Trường hợp này. Và cái trường hợp cái nếu thứ hai thì bạn có thể xét M cộng 1 trừ 1 bằng 0. Có nghĩa là bạn được quyền xét D hoặc delta đều được hết. Ở đây thầy làm khó hơn xíu là do thầy xét cái delta thì tính nó hơi phức tạp hơn. Nhưng bạn làm thì bạn có thể chọn phương trình D bằng sướng hơn. Có nghĩa là bạn cho 2M bằng 0 thì bạn sẽ làm dễ hơn đúng không? Hoặc là M trừ 1 bằng 0 thì nó cũng dễ dàng hơn. Kịp không? Nhưng ở đây thầy giải thì thầy chọn phương trình dưới. Các bạn thắc mắc nữa không? Có nghĩa là lúc chọn đường một trong hai ha, bạn thấy phương trình nào dễ bạn làm. Không sao cả. Dĩ nhiên nó luôn luôn cắt rồi thì nó sẽ không có trường hợp song song và cũng không có trường hợp trùng nhau nha các bạn. Ở đây là nó đã luôn luôn cắt với mọi M thuộc R rồi. Thì sẽ câu B và câu C của nó sẽ không có nữa. Được chưa? Rồi, như vậy là cái bài 2 này, câu A này đã giải quyết cho những câu B và câu C luôn nha các bạn. Rồi, thầy qua bài số 3. Bạn nào thắc mắc nữa không các bạn? Bài này còn một cách giải nhưng mà thầy nghĩ là nó không dễ, nó không dễ. Là ta lập cái hệ phương trình này lên là giải hơi mệt mỏi á, không dễ đâu. Nhưng mà muốn giải biện luận hệ phương trình này thì bạn phải dùng định thức Gramer mới giải được nha. Bạn chỉ cần, bạn lưu ý nhớ cho thầy là khi bạn chia thì bạn chỉ được chia là A2, B2 hoặc là A1, B1 thôi. Như vậy thì bạn đã chia A2, B2 thì bạn xét phương trình thứ hai thôi. Còn nếu bạn chia cho A1, B1 thì bạn chỉ xét phương trình số 1 thôi. Hình dung không? Nếu bạn viết như thế này, là bạn viết là A2 trên A1 khác B2 trên B1, thì bạn phải xét phương trình đầu tiên. Còn nếu mà bạn viết như thầy là A1 trên A2 khác B1 trên B2, thì bạn phải xét phương trình số 2. Được chưa? Các bạn được chưa? Rồi bây giờ cái phần gốc á, thì thầy giữ lại xíu ha, giữ lại phần gốc một chút. Thầy chùi cho các bạn nha, lý thuyết phần này thì các bạn ghi được các bạn lật cho nó dễ, chứ bài tập phần của mô ta nó hơi bị dài lắm. Đây, thầy giữ lại công thức gốc này, đây công thức gốc đây. Đây công thức gốc nha, thầy giữ lại công thức đó cho các bạn thấy. Mấy hôm thầy còn giữ lý thuyết được chứ bây giờ bài này hết giữ lý thuyết nổi rồi phải không? Rồi bây giờ thầy có bài số 3 này. Bài số 3. Tính góc giữa hai đường thẳng đúng không? Tính góc. Vậy là câu A của ta là nó cho là D1 có phương trình là 3x cộng y trừ 2 bằng 0. Và D2 có phương trình là 2x trừ y cộng 3 bằng 0. Bạn lưu ý khi tính góc ta phải dùng vectơ hợp tuyến. Do đó bạn ở đây bạn phải suy cho thầy vectơ hợp tuyến thôi. Bạn suy ra n của D1 thì thôi bạn viết tắt có thể là ghi n1 đi. Cũng được. Mình nó chỉ là ký hiệu thôi mà. 3 và 1.
Ở đây là n2 phải không các bạn? Ghi tắt ha, 2 trừ 1. 32 các bạn có thắc mắc gì nữa không cô Thúy? Rồi. Rồi như vậy là mình có được hai vector pháp tuyến n1 và n2 phải không? Vì thầy nói lại là tính cốt là bắt buộc phải dùng vector pháp tuyến. Rồi, bài này mình giải. Mình vẫn ghi cốt nha bạn. Cốt giữa D1 và D2 ha. Góc tạo bởi giữa D1 D2 bằng cốt tạo bởi giữa hai vector pháp tuyến n1 và n2. Phải lấy giá trị đối lên. Thầy ghi công thức cho các bạn thấy luôn. Nó bằng tích vô hướng của n1 nhân n2. Lấy giá trị đối. Trị đối này là ở trên này các bạn. Rồi, ở dưới là module. Được chưa? Đó, n1. Viết cho nó rõ một tí. Rồi, bây giờ công thức nè. Công thức nè. Bằng ráp này nha. Bạn thấy nè, A1 nhân A2 có nghĩa là lấy A1 nhân A2 nha, A1 nhân A2 là lấy 3 nhân 2 cộng, viết số cộng lại, B1 nhân B2 sau đó lấy giá trị tuyệt đối lên phần tử. Ai thắc mắc gì chỗ nào nha, nhắc lại nha. A1 nhân A2 nè, A1 nhân A2, A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2. Được chưa? Phía dưới là căn, căn bậc 2 của gì? A1 bình cộng B1 bình. A1 bình cộng B1 bình. Nhân căn bậc 2 của A2 bình. A2 bình là 2 bình. Cộng B2 bình, phải nhớ để như vậy nhé. Rồi, bạn tính dùm cho thầy phía trên bao nhiêu? 6 trừ 1 còn 5 phải không? Ở dưới này căn 10 đúng không? Căn 5 đúng không? Vậy là ước giãn thì nó còn lại là bao nhiêu? Căn 5 có phải là 1 trên căn 2 không các bạn? Tới đây tính toán thôi chứ có gì đâu. Rồi, dùng máy tính cho thầy. Bấm đơn vị, nhớ đơn vị chuyển về độ đi. Trên máy tính đó, đơn vị chuyển về độ. Rồi, bấm shift code của 1 phần căn 2, 1 chia căn 2 cũng được. Bấm đóng ngoặc lại nha. 1 chia căn 2 phải bấm ngoặc lại. Hoặc là bằng 1 phần trên căn 2 cũng được. Bấm shift code nó lên. Thì bạn sẽ ra cái góc D1 phải D2 nó bằng 45 độ. Cái này biết bấm rồi. Được chưa? Nhắc lại lần nữa này. Chuyển đơn vị về độ. Bấm shift code của 1 phần căn 2. Thì bạn bấm cho bằng cái thì nó sẽ ra 45 độ. Có nghĩa là cái góc tạo bởi giữa hai đường thẳng này là 45. Bạn nào thắc mắc gì chỗ này không? Thôi công thức thì để im nha. Công thức thì để chỗ này. Đang xài công thức này phải không? Để lại, để lại. Rồi, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B như thế này, câu B thầy cho đường thẳng D1 có phương trình là x cộng 3y trừ 9 bằng 0. D2 có phương trình là, nó cho tham số bạn, x bằng 2 cộng t và y thì bằng 2 cộng t luôn. À, như vậy thì ở đây bạn suy được n1 ở đây là bằng bao nhiêu? Có nghĩa thầy viết tắt nha. Thanh thì ND1 thì viết N1 thôi. 1.3 đúng không? Nhanh thôi. Ở đây bạn suy ra thầy cái U nhớ nha. Tham số thì phải. Thầy suy ra U ha. U chính là 1, 1 phải không bạn? Rồi từ tham số đổi ra. Từ vector chỉ phương đổi ra vector pháp tuyến là đảo vị trí. Rồi thêm dấu trừ. Thầy nói thường là thêm số sau là vậy á. Tại vì mình tính cốt là bắt buộc phải dùng tới. Đối với vector pháp tuyến, do đó bạn phải tính bằng n trước ha, tính vector tuyến trước. Rồi, như vậy thì bây giờ bắt đầu mình làm nè. Mình có cốt giữa D1, D2 bằng công thức ráp nhanh nha. Bây giờ công thức nè, A1, A2, A1, A2 là 1
nhân 1 đây này. Rồi dấu cộng. B1, B2. Giá trị đổi đúng không? Xong phần tử mẫu căng lên. A1 bình cộng B1 bình là 1 bình cộng 3 bình nhân căn bậc 2 của A2 bình, B2 bình, 1 bình cộng cho trừ 1 bình. Viết vậy cho nó chính xác nha. Vậy phía trên mình tính nó ra là 1, đúng không? Là thành trừ 2 đúng không các bạn? Để giá trị đối lại nha. Bên đây số 5 thầy bỏ là vì sao? Vì 6 mà trừ 1 còn 5 đúng không? Dương mà giá trị đối nên bỏ nó đi. Còn bên này của ta là nó trừ 2 nên không có bỏ nó thành trừ 2 mới sao ha? Để trị đối như vậy mới được. Đây là căn 10 nè. Cái này đâu phải là còn căn 2 không các bạn? Rồi bây giờ tiếp tục nè. Có phải là giá trị đối của trừ 2 chính là 2 phải không? Căn 10 nhân căn 2 có nghĩa là bằng 2 căn 5 không các bạn? Thì đúng chưa? Bằng rút gọn cho thầy đi thì nó sẽ ra bằng 1 trên căn 5. Rồi các bạn bấm cho thầy shift code. Shift code của cái 1 phần căn 5. Thì bạn bấm cho thầy nó ra là bao nhiêu? Vậy là D1, D2 bấm thử dùm thầy coi nha. Chắc cái này nó khoảng cỡ 60 mấy độ đó. Khoảng cỡ 63 độ 26 phút. Đúng không? Rồi, đó, bấm shift code nha. Shift mode code 1 phần căn 5. Đơn vị độ thì nó ra tới đây. Bạn nào thắc mắc gì chỗ này nữa không? Bài này. Càng lúc càng khó hơn phải không? Đây chỉ là dạng cơ bản thôi nha, chưa có gì phức tạp đâu đó. Nó chủ yếu là cái kỹ thuật tính toán nó hơi có chút chút rối một chút ha. Nhất là hệ phương trình, phần vị trí tương đối là khi giải quyết là các bạn rất là dễ vướng cách giải quyết vấn đề là cái hệ đó. Còn cái loại này thì nó sẽ đụng chạm tới giá trị đối với căn ha. Bây giờ thầy qua một bài nó hơi khó hơn chút nha. Thầy có bài 4. Rồi. Bài 4 thì đề cho như thế này. Thầy cho đường thẳng delta 1 có phương trình x bằng 3 cộng t y bằng trừ 2 cộng t. Đường thẳng d thôi dễ thì mình đặt delta với d đi luôn ha, khỏi 1 2 gì cho nó rắc rối. X cộng my cộng 10 bằng 0. Cái đề yêu cầu là tìm m để cái góc tạo bởi giữa delta và d này là bằng 45 độ các bạn. Cái đề của nó là vậy ạ. Có nghĩa là tìm m, thầy viết tóm tắt cái đề thôi nha. Để góc tạo bởi giữa hai đường thẳng delta và d này là 45. Vậy thì ở đây bạn cũng phải suy cho thầy là n của delta ở đây chính là bằng, đúng không? Nó giống câu này mà không? Cái tắt lại ha. Và ở đây bạn suy ra ND của thầy là bao nhiêu này? Có phải là 1 với M không? 1M. Rồi, bài này, bây giờ bài này thầy giải nè. Lưu ý nhớ là tính cốt tạo bởi với hai đường thẳng bắt buộc phải xài tới vector pháp tuyến không bạn? Mình có cốt D, delta và D, hay D delta cũng được. Bạn muốn xếp thằng nào trước sau không ảnh hưởng đơn cả. Thì bằng cốt của 45 độ. Tại sao có cái này vậy? Tại sao có cái này các bạn? Bạn có delta với d là góc này là 45 thì lấy cốt hai vế lên nó bằng nhau chứ có gì đâu đúng không? Cái này từ bước này xuống bước này thôi. Delta d hay d delta là như nhau, thầy muốn viết lại cho các bạn thấy là không ảnh hưởng tới thứ tự nha. Chứ các bạn nhiều lúc các bạn thấy ủa trên kia thầy viết delta d ở dưới này d delta nó có gì khác biệt không? Không ảnh hưởng gì vấn đề cả. Rồi thầy ráp công thức này. Nhớ nha, A1 nhân A2. A1 nhân A2 chính là 1 nhân 1 phân bạn. Rồi cộng B1, B2. Nhớ nhấu trừ phải đặt dấu trong ngoặc đi. Giá trị đối chia cho căn bậc 2 của A1 bình, B1 bình.
được chưa? Nhân căn bậc 2 của A2 bình, B2 bình. Cốt 45 độ bằng bấm máy tính cho thầy là ra căn 2 chia 2. Rồi tương đương tiếp. Bạn rút gọn thằng này là 1 x 1 là 1 phần bạn trừ M. Giá trị đối ha. Ở dưới này có phải là căn 2 không? Nhân căn của 1 cộng M bình. Được chưa? Cái này có gì thắc mắc không? Rồi sau đó nhìn thầy nhân này. Nhân cái vế chéo lên với nhau. Thì ở đây là 2, 1 trừ M. Đúng chưa? Căn 2 nhân căn 2 là bằng 2 luôn. Ghi lại cái căn này. Sau đó mình thấy 2 số 2 này nó mất đi chứ đúng không? Ước giãn đi cho nó dễ chịu chứ. Tự nhiên để như vậy là nó sẽ rắc rối thêm. Thầy ước giãn số 2, 2 vế thì ra được tới đây. Bạn thấy phương trình này vừa chứa căn mà vừa tuyệt đối như thế này thì bắt buộc cái bình phương 2 vế thôi. Mà ở đây mình không cần phải đặt điều kiện nữa vì trong căn này luôn luôn dương mà. Đúng không? Vậy là không cần đặt điều kiện. Cái căn này bằng giá trị đối thì cái này cũng luôn luôn dương rồi. Do đó cũng không cần đặt điều kiện nữa. Bình phương 2 vế luôn. Bạn thấy nó có một đặc điểm hơi kỳ kỳ là bên đây tuyệt đối thì qua đây thì vế giống ngoặc phải không? Khi bình phương thì tuyệt đối nó mất bạc, nó sẽ thành ngoặc vậy luôn. Nha, lưu ý nhớ ha. Bình phương cái dấu căn thì mất luôn thì nó còn lại gì luôn. À, tương đương tiếp. Thầy khai triển nhanh thì được không nha? Cái đây là thầy triển là 1 với 1 mất phải không? Trừ 2m phải không bạn? Cộng M bình, M bình mất luôn. Vậy nó còn lại là 2m bằng 0. Mà 2m bằng 0 có nghĩa là tương đương với M bằng 0. Vậy người ta kết luận với M bằng 0 thì góc tạo bờ giữa hai đường thẳng này là 45 độ. Vậy suy ra. Vậy M bằng 0 thì góc tạo bờ giữa D với delta chính là bằng 45 độ. Xong bài toán mà. Hơi tiết kiệm chút xíu vì nó còn bài hơi dài dài một chút nữa. Tự nhiên ra đây mà nó qua bên kia thì nó cũng kỳ quá. Nên thầy phải bon chen chút nha các bạn. Có bạn nào thắc mắc về bài này nữa không? Rồi, dễ quá đúng không? Rồi còn bài khó một xíu, một chút nữa làm luôn nha. Thầy đang tranh thủ làm bài nữa đi nha. Rồi, bài sau khó hơn chút nha các bạn. Nó cũng tính toán nó hơi rắc rối một chút. Rồi bài số 5. Bài 5. Thầy cho đường thẳng delta 1 có phương trình là x bằng trừ 1 cộng mt và y bằng 9 cộng t. Thầy viết xấu rồi ha. Rồi, yêu cầu đường thẳng delta 2 có phương trình là x cộng mi trừ 5 bằng 0. Cái câu hỏi nó hỏi là có bao nhiêu cái giá trị M để góc tạo bởi giữa delta 1 và delta 2 là bằng 60 độ. Cái câu hỏi này thực ra là giống với câu hỏi bên kia là tìm M để góc tạo bởi đường thẳng hai đường thẳng này là 60 nhá. Chẳng qua nó câu hỏi nó hơi bị làm cho có vẻ là ta cảm giác như nó là lạ. Thực ra những cái bài như thế này là dành để trắc nghiệm các bạn. Còn cái kia nó cho sẵn con số thì bạn kiểm tra dễ lắm. Câu này là chơi trắc nghiệm kiểu như thi quốc gia nó hay đặt cái câu hỏi như thế này, bạn phải tính toán đó. Vậy ở đây thầy suy thẳng luôn nha. N của delta 1 bằng bao nhiêu này? Đầu tiên là bạn viết U trước phải không? Thôi tôi viết bước nữa đi chứ. Tôi cũng sợ các bạn hỏi nữa. Đây, thầy suy ra U trước nè. U của 1 đi thì nó chính là bằng M1 của bạn không? M1. Đổi ra N của 1 thì đổi lại là 1 trừ M. Được chưa? Rồi bây giờ thầy viết cái màu đỏ đó cho nó bon chen quá nên viết màu đỏ nha. Cho nó phân biệt ra. N2 á là của màu đỏ nha bạn. Là 1M. Được chưa? À, viết cho nó rõ ràng ra. Rồi bây giờ cái cũng giải như anh kia thôi. Ta đi tính toán rồi. Như vậy là bây giờ vấn đề là ta tính cốt
cốt của delta 1 và delta 2 á, nó vẫn là bằng cốt của 60. Đây nè, hai góc bằng nhau thì lấy cốt lên nó bằng nhau. Hiểu vậy á, mình suy ra, hiểu kiểu nôm na như vậy. Vậy là cái cốt tờ bởi công 2 cái này thì mình lại công thức của ông bạn. Đây công thức đây, thì để vẫn để lại ha. A1 nhân A2. A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2. Sau đó lấy giá trị đối. Rồi, ở dưới A1 bình B1 bình căng lên. A1 bình B1 bình. Nhớ nha, dấu ngoặc là bình phương phải để dấu ngoặc cho nó an toàn nhất. Rồi, nhân căn bậc 2 của A2 bình B2 bình. Được chưa? Thì nó bằng cos 60. Bạn bấm cos 60 nó ra 1 phần 2 phải không ta? Bấm từ máy tính thầy coi thôi nha. Chắc là vậy ha. Chắc là vậy. Rồi, bạn tính toán tiếp nè. Cái này có phải là bằng 1 trừ m, m phải là trừ m bình không các bạn? Ở dưới căn này. Có phải là căn bậc 2 của 1 cộng m bình. Rồi nhân căn bậc 2 cái này cũng là 1 cộng m bình. Được chưa? Đây không có gì phải không? Bài này hơi khó về mặt tính toán xíu nha. Hơi khó xíu. Dài đó, không ngắn đâu. Rồi bạn nhân tiếp cho thầy nè. Nhân phân phối lên thì có phải nhân đây là 2. Đúng bạn. Hai cái này nhân nhau thì mất căn phải không? Thì nó ra là 1 trừ 1 cộng m bình. Vậy tới đây bài này hơi bị căng rồi. Nếu bình phương hai vế lên đó, thì nó rất mệt mỏi là do cái ông này ông chứa cái bình phương mà bình phương là mũ 4 lần. Rồi 5 phút nó đủ mà. Đủ đủ. Thầy tính là không đủ hết á. Sợ các bạn theo cũng kịp thôi chứ còn. Rồi bài này giải bài này thì như thế này. Rồi, bài này giải thì thôi để thầy hướng dẫn luôn. Bài này bình phương làm rất là khó ha. Bài này đặt đi các bạn, bạn đặt đi. Bạn đặt T bằng lấy trung căn đi ha. 1 trừ M bình đi. Vậy lúc này bằng tương đương là M bình nó sẽ bằng là 1 trừ T phải không? Đây nè, quăng qua quăng lại thôi. Vậy là cái phương trình 1 của mình nó tương đương nè. Thay vào đây có phải là 2, trong này là T mà. Nguyên cái này là T đây, nguyên cái này là T. Vậy mình viết lại có phải là 2 nhân giá trị đối T không? Đó, bằng 1, M bình bằng thay, M bình là thay vào đây. Là bằng cộng 1 trừ T. Vậy nó ra là 2 trừ T không bạn? Thấy được chưa? Thì lúc này thì bài này bạn làm được rồi phải không? Lúc này bạn làm được rồi. Đây. Rồi bạn cứ đặt được cái dạng này là đây. Viết lại cho nó gọn đi. Đây viết lại này. 2 giá trị đối T bằng 2 trừ T. Dạng này giải sao? Đầu tiên phải đặt điều kiện cho 2 trừ T phải lớn bằng 0 trước. Sau đó bình phương 2 vế lên. Đúng không? Được chưa? Bình phương 2 vế lên. Sau đó mình sẽ giải phương trình này ra thôi. Không có gì đâu. Vậy là bạn tương đương tiếp. Bạn tính cho thầy ở đây là chuyển qua là T nhỏ bằng 2 phải không? Bình phương hai ông này lên thì chỗ này là 4T bình phải không các bạn? Ở đây là 4 cộng trừ 4T cộng T bình phải không? Có gì thắc mắc không? Chuyển vế bên kia có phải là ra là 3 lần T bình cộng 4T phải không? Rồi trừ 4. Thôi viết bòn chèn kỳ quá đi. Viết chữ này đi. Đây. T nhọn bằng 2 phải không? Ở đây chuyển qua có phải là 3T bình cộng 3T bình cộng rồi 3T bình cộng 4T cộng 4T phải không các bạn? Và trừ 4 bằng 0. Thì bạn giải chỗ đây bạn sẽ ra cái nghiệm T. Bạn sẽ ra cái nghiệm T thôi các bạn. Bạn sẽ ra là một cái là T nhỏ bằng 2. Bấm máy tính thì nó ra là một T bằng trừ 2 phần, bằng 2 phần 3 phải không? Và một cái T bằng trừ 2. Vậy bạn thấy hai cái điều kiện này luôn luôn nhỏ hơn bằng 2 hết phải không bạn? Vậy thì mình sẽ thay vô. Chỉ cần một phút nữa thôi bạn. Một phút nữa thôi. Và bạn thay vô thì bạn thấy là một cái T bằng
2 phần 3 một cái t bằng trừ 2 nhận luôn ha. 2 phần 3 t ở đây của mình chính là bằng 1 trừ m bình bằng 2 phần 3. Và viết tương đương vậy cho nó dễ nhìn đi. Một cái là 1 trừ m bình bằng trừ 2. Rồi bạn giải tiếp cho thầy một cái là m bình bằng bao nhiêu. Chuyển qua đây bằng 1 phần 3 ha, là bằng trừ. Rồi bằng căn 3 không bạn? Đây nhìn nha. Đây chuyển nhanh nè. Chứ mà trừ ra là m bình bằng 1 phần 3 đúng không bạn? Ở đây là chuyển nó qua thành ra là bằng. Đây chuyển qua ha. Cộng 3 phải không? Thành 3 đúng không? Vậy tương đương. Ta có m nó sẽ bằng là cộng trừ căn 3 trên 3. Tính được đúng không? Dưới này là m bằng cộng trừ căn 3. Và bạn thấy có mấy giá trị m vậy? 1, 2, 3, 4. Vậy có 4 giá trị m. Thỏa. Thôi, thì để gì? 4 giá trị m để giữa đường góc và bởi giữa đường thẳng. Delta 1, delta 2 là 60 độ. Bài này dạng trắc nghiệm bạn. Giả sử thầy cho đáp án câu A là 1, câu B là 0, câu C cho 2, câu D thầy cho 4 chẳng hạn vậy. Là bạn chọn đáp án nào đâu, rõ ràng là bạn phải tính đúng không? Còn cái dạng này là dạng đề thi mà trắc nghiệm là người ta né trường hợp bạn cho luôn. Được chưa các bạn? Nhắc lại nha. Thầy nhắc lại một xíu này. Là bài tập làm thêm á, của các bạn á, sẽ được cộng vào cái bài kiểm tra đó. Bạn nào làm đầy đủ tốt thì bạn sẽ cộng bao nhiêu điểm đó tương ứng. Tùy theo mức độ là bài kiểm tra của bạn thấp hay cao nữa. Được không các bạn? Làm sao cho mình có cái năng lực cân đối vô thì mình bỏ công sức vô thì thầy vẫn để các bạn điểm cao một xíu. Tại vì mình bỏ công sức vô nó xứng đáng các bạn, phải không? Còn đề kiểm tra thì dĩ nhiên là có nhiều bài bạn tính toán nó sai, điều đó là chắc chắn rồi. Nhưng về phải xem lỗi sai thì khi thầy chấm bài thì gửi các bạn là có cái lỗi sai trong đó nha. Thì ghi sai câu nào, bước số mấy là các bạn xem lại đáp án cho thầy nha. Coi thử nó sai làm sao nha. Phải rút kinh nghiệm được. Rồi, thôi vậy thì kết thúc qua đây nha các bạn.